Hello, xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay là thứ sáu rồi mọi người. Mình bây giờ mình sẽ đi siêu thị mua đồ ăn. Thì sẵn đi siêu thị thì mình ở trong siêu thị có chụp hình đó. Mình sẽ chụp hình làm passport luôn. Mình bị mất passport rồi các bạn, cho nên là chụp hình làm passport thứ hai này sẽ đi lên London đó làm passport. Cho nên hôm nay phải chụp hình. Sau khi đi siêu thị xong thì sẽ đi về đón Chi Chi luôn cô chú. Hôm nay thứ sáu thì Chi Chi đi học. Hôm nay sắp vô mùa đông rồi mọi người, cho nên là bây giờ mới chưa có được 4 giờ luôn đó, mà tối thui luôn, giống như là 5-6 giờ vậy đó. Bên này ở châu Âu với lại ở Anh á, thì cứ cuối tháng 11 là sẽ chỉnh đồng hồ đi lùi về 1 tiếng các bạn. Tại vì mùa đông á, thì cái ngày nó ngắn lắm, cái đêm nó dài, khoảng 3-4 giờ là thấy sập tối rồi đó. Hôm nay trời mưa nữa cho nên là tối thui luôn. Mọi người bây giờ đã đón Chi Chi về rồi nè. Bây giờ mới có 5 giờ 18 phút thôi mà tối thui cho các bạn, giống như 8-9 giờ tối luôn rồi nè. Hello Chi Chi. Bây giờ đi về nhà xong rồi chào cô chú sau nha. Bây giờ tối thui rồi không thấy đường luôn á. Đã về tới nhà rồi nè các bạn. Mình đang đi tập. Nói gì? Chị xin chào ông bà. Xin chào ông bà. Cô chú. Cô chú. Xin chào ông ngoại. Xin chào ông ngoại. Bây giờ mới có 5 giờ rưỡi thôi đó các bạn mà tối thui luôn rồi. Chị bữa nay chị đi học, chị chơi gì chị nói mẹ nghe coi. Block. Block hả? Big block. À, chơi xếp hình mấy cái mấy cái cục block mà để xếp hình lên đó mọi người. Rồi con làm gì nữa? Bữa nay con vẽ tranh đâu? Cái bức tranh con đâu? Con đem lên đây cho mẹ coi coi. Để mẹ ra mẹ lấy. Đây, cái bức tranh này hôm nay đi học chị làm nè cô chú. Đâu, con nói cô chú nghe cái này là bức tranh gì đây? Này là bức tranh gì? What is it? Pink and blue and yellow. Nhưng mà cái này là cái gì? Con vẽ cái này là cái gì đây? A firework. Firework là pháo hoa đó cô chú. Chị nó vẽ pháo hoa nè. Ở Anh bây giờ là okay, then that's where making put on fireworks. Để mẹ nói chuyện nha. Ở Anh bây giờ những ngày này là có cái lễ hội pháo hoa đó các bạn, lễ hội pháo bông á. Nhà nào cũng đốt pháo bông đùng đùng hết. Ngày mai là sẽ bắt đầu đi ăn tiệc nè. Ngày mai sẽ quay tiệc pháo bông tại nhà hàng xóm, nhà đối diện cái nhà của mình luôn. Là hồi năm ngoái anh chị đó cũng tổ chức tiệc pháo bông, năm nay cũng tổ chức. Thì ngày mai mình đi tiệc mình sẽ quay phim cho cô chú coi nha. Đây chị vẽ chị cái này giống như phun thấy cái mực lên quá. Cái này có ai help con không hay con tự làm, có ai giúp con không? Chị do it, who help? Somebody help you? Just Caitlin did it, I didn't do it by myself. So who do it? I do these pops by myself. Rồi chị do cái gì? Pink, yellow and blue. Chi đu được, chi vẽ cái màu hồng, màu vàng với màu xanh hả? Rồi có ai help con không? No, I do it by myself. You do it by yourself. Giỏi quá. Đây có kim tuyến nữa nè, đưa mẹ coi. Apocalypse. Có kim tuyến nè, lấp la lấp lánh cái này vậy là. Con làm bằng cách nào con chỉ mẹ coi. Con làm sao? Con lấy cái cây cọ hả? Con nhúng mực, con chấm chấm vô hả? Hàng sao? Not the paint, but the other one is the toilet thing, the toilet paper thing. The toilet paper. Bỏ the toilet là cái giấy vệ sinh đó hả? Xong rồi chấm 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 lên hả? Like. À, là cái giấy vệ sinh xong rồi. Mẹ hiểu rồi. Cái toilet paper, do it and then put in the water color. Like it. And then put in here. You just need a little bit like these ones. Là lấy cái giấy vệ sinh xong rồi chắc là nhồi một cái cục lại, xong rồi chấm như một cái chấm 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 lên đây nè, phải không? Hay quá ta. We do that because they just like the peach firework. Giống như pháo bông đúng không? Con nói pháo bông. Pháo bông. Firework là pháo bông nha. Mother, the TV didn't work. Trời ơi trời,
mới đi học về mà đòi coi tivi để ba đang nấu ăn, ba đang nấu ăn tối nè, tóc tai đầu cổ bù xù nè, này để mẹ ấy tóc lên. Đi học không cô không có cột tóc lại giùm con hả? Con chơi quá con gớt tóc luôn. Amy Amy hả? Này chắc cô cột quá, hồi sáng mình cột khác, bây giờ nhìn nó khác nè. Chắc chơi bị sụ cái đầu cô cột lại. Đi shopping về thì ba đang để đồ ăn vô trong tủ lạnh rồi. Mà ui. Mà. Ơi. Amy put my là ai, là the new teacher hả? Cô giáo tên Amy phải không? Bữa nay mấy bữa nay đi đón Chi á, có mấy cái cô giáo mới luôn. Hai ba cô giáo mới vậy đó, mình lần đầu mới thấy. Đây. Cái này là hôm bữa ở trường Chi cũng làm nè. Cái này làm cho Giáng sinh nè các bạn. Ok, để mẹ nói chuyện cái. À, làm cho Giáng sinh nè. Cái này á, mình có thể in ra thành thiệp chúc mừng Giáng sinh, hoặc là in lên ly, lên tách gì đó. À, mình đăng ký ở trường thì trường sẽ gửi đến cái chỗ này nè, làm cho mình cũng rẻ. Mẹ đang nói chuyện là con không có được nói nha. Khi mà mẹ nói chuyện con phải đợi mẹ nói xong rồi con mới được nói nha. Để mẹ đi xuống đi. Để mẹ đi xuống đi, mẹ coi ba làm tới đâu rồi, mẹ phụ ba nè. Đi, mỗi lần mà đi shopping về là Tony là người dọn dẹp. Tony không có cho mình làm, tại vì Chi mình ở đâu là Chi nó đi theo đó. Cho nên nó Tony cứ kêu thôi chơi với Chi đi là ảnh ảnh tự làm. No entry. Daddy cooking, Daddy. À, do làm đi công việc, đi shopping về trễ cho nên là tối nay chỉ nấu gọn thôi các bạn, không có nấu ăn rườm rà. Chỉ làm thịt gà, mình gà với thịt gà rán đó, với lại khoai tây chiên mình bỏ vô trong cái lò nướng rồi nướng lên ăn thôi. À, Tony rất là nhanh nhẹn tháo vát luôn nên Tony mặc dù là làm việc cả ngày nhưng mà sau giờ làm cũng phụ nấu ăn hoặc là phụ dọn dẹp, phụ hút bụi, đổ rác đồ rất là nhanh nhẹn luôn, ảnh không có cho mình làm. Chiều mà đi đón Chi về á là chỉ có việc chơi với con thôi, còn lại là ảnh làm hết. You okay? Yeah. Need some help? No, I'm good. Rồi, ba nấu xong rồi nè, ăn đi con, chút nữa ba đem thêm đồ ăn nữa. Đây, ba đã làm đồ ăn tối xong rồi nè cô chú, hôm nay ăn như vậy không có rau rác gì luôn. Thịt gà, có khoai tây chiên, pizza với lại có cái bánh này nữa nè. Cái bánh này ăn với cái nước sốt của anh ở Anh đó. Nhưng mà hôm nay mình không ăn sốt, mình chỉ ăn không như vậy thôi. Giống như cũng giống giống như là bánh mì á mọi người, nhưng mà ăn nó ngon lắm, nó giòn lắm. Ngon không Chi? Hả? À, cảm ơn ba chưa? Cảm ơn ba. Thank you honey. Rồi Chi ăn giỏi nha con nha. Bình nước của con nè. My pizza is very hot. Ừ, it's hot mới ngon. I need to put it here. Rồi con đợi một chút xíu cho nó nguội đi con ăn. Ngon không? What's it now? Có ăn chứ đi. Ừ, bánh này nó giòn quá trời luôn. Mom, I need more sauce now. Mouse, David, have a big house, and have a little bed, and have a little door, and have a little sofa, and have everything to play. Rồi, lạc quan. And the mouse got some plates. The mouse tiếng Việt là con gì? Con pig. Con gì? Con pig. Con gì? Con pig. Con pig là con gì? Mouse. Mouse tiếng Việt á là con gì? Bobby đã đập vai giờ. Ông ơi, không biết rồi, ông nói nhảm không à? Con chuột. Con chuột. Rồi con chuột nó đang làm gì đâu?
Nói cô chú nghe, chuột làm gì? Getting plates out. Play tiếng Việt là cái gì? Cái job. Hả? Cái job. Cái dĩa. Like a bat. Cái dĩa. Rồi con chuột nó bưng cái dĩa đi đâu á? Hả? Bưng cái dĩa đi đâu? Three plates to here. Rồi nó làm gì bên đây nữa? To getting all the things out. Bỏ vô cái thùng nó bưng đi phải không? To get everything in here. The cups go up here. Do they? Ừ, rồi lật qua. The mouse is getting. Đây có mấy con chuột đây. One, two, three. Nói tiếng Việt á. Một, hai, ba. Ba con chuột. Maybe this. Lật ra nữa, chứ khi có trong đó nữa làm sao? Một, hai, ba, bốn. Bốn con chuột luôn. Bốn chuột. Okay, like một, hai, ba, bốn. Bốn, bốn con chuột. Bốn con chuột. Rồi, con chuột màu gì á? Red and red. Cái gì? Red and red. Con chuột. Red, 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 red. Cô chú ơi, bây giờ hai mẹ con nó đọc truyện xong rồi, chuẩn bị cho cô, cho Chi Chi đi ngủ nè cô chú. Bây giờ Chi sẽ đi qua giường của Chi ngủ nha. Chỉ nằm lên, nằm lên giường của mẹ đọc truyện thôi. Xong rồi sẽ đi qua giường Chi ngủ. Rồi lên nằm nghe lại con. Nằm xuống trời. Cái giường của Chi nhỏ xíu dễ thương nha cô chú. Này xinh xinh, nhỏ nhỏ xinh xinh. Cái giấy dán tường này là lúc bà nội dán cho Chi nè. Cái phòng của Chi là bà nội làm á. Bà nội tự chọn màu tường, sơn tường, rồi dán tường, tranh, đèn này cũng bà nội mua cho Chi luôn nè. Rồi con nằm xuống. Nằm đây, nằm đi con. Nằm xuống đây. Mẹ lắm. Làm sao vậy? Hả? Ngủ đi, sáng mai dậy đi học nhảy nha. Ngày mai rất là bận luôn. Ngày mai thứ bảy sẽ sáng sẽ cho Chi đi học nhảy. Xong rồi về. Xong rồi đi ăn sinh nhật ông nội. Rồi đi về. Rồi đi ăn tiệc pháo bông ở nhà đối diện nữa. Xong rồi đi về. Rồi chở Chi quay lại ông nhà ông bà nội. Để cho Chi ngủ với ông bà nội. Để ba với mẹ đi lên London làm giấy tờ. Làm passport cho mẹ. Nằm xuống đi con. Ngày mai rất là bận luôn, sẽ chạy vòng suốt luôn á. Nằm xuống, mẹ kêu ba lên nha. Nha. Hay là con tự nằm, hay là để ba lên, ba cho con nằm xuống. Chi là nó đòi ngủ với mẹ, tại vì ông xã Kim hay đi công tác đó. Cho nên mỗi lần mà đi công tác là đi cả tuần, nhiều khi 2-3 tuần. Là mỗi lần đi công tác là Chi sẽ ngủ với mẹ, tại vì mẹ buồn nè. Hai mẹ con ngủ chung cho ấm. Rồi ba về là Chi ngủ một mình. Mà mỗi lần ba về đó là ba sẽ cho Chi ngủ ở trên giường. Phải dẫn Chi lên giường cho Chi nằm nè. Tại vì Chi muốn ngủ với mẹ, cho nên mẹ đưa Chi lên giường khi Chi không có chịu. Thì mẹ kêu ba lên nha. Ba coi tivi dưới. Chi, nằm xuống đi, mệt quá. Con bữa nay đi học về mệt mỏi quá. Ngủ sớm ấy. Rồi mai dậy đi học nhảy, ngày mai đi chơi nè. Đi ăn sinh nhật ông nội, rồi đi ăn tiệc ở nhà kế bên, nó vui quá trời luôn. Ngày mai bận lắm luôn. Ngủ sớm lấy sớm. Sao vậy? Trời, Randat nghe được buồn lắm. Chị nói nó không muốn đi nhà ông nội nữa kìa. Ông nội nghe là ông nội buồn dữ lắm luôn. Nhưng mà ngày mai mình không có đi nhà ông nội. Mình đi ăn ở đâu biết không? Ăn sinh nhật của Randat ở cà phê á. Chị muốn đi được cà phê không? Chị nó biết cà phê. Nó nghe cà phê thôi, nhưng mà đi nhà hàng, ngày mai đi ăn nhà hàng cô chú. Ông nội bà nội ăn mừng sinh nhật của ông nội 75 tuổi, đi đẩy nhà hàng. Ngày mai có gia đình đông lắm, có dì nè, dì dượng mấy em họ, rồi chú nữa. Nằm xuống đi con, nằm xuống ngủ lẹ lên nè, chị giỏi nè con nè. Nằm xuống này. Good girl, giỏi quá. Trời ơi.
Ủa, làm gì che mặt lại luôn vậy? Tưởng tao giận mẹ chứ. Con nằm ngay lại, con đừng có nằm vậy, đau tay á. Chụt mẹ ngay coi. Chụt chụt cưng cái coi. Rồi ngủ ngon, good night nha. Sáng qua giường mẹ nằm ôm ôm mẹ 5 phút rồi dậy. Ha, 5 10 phút gì đó. Sáng là nó ngủ dậy là nó sẽ chạy qua giường của mẹ, nó ôm mẹ, ôm mẹ với ba. Rồi nó mới dậy. Rồi ngủ nha con nha. Giỏi quá. Mẹ đóng cửa hay mở cửa? Mở cửa. Mở cửa đúng không? Chi nó không thích đóng cửa, cô chú nó muốn mở cửa ngủ. Bye bye, mẹ tắt đèn nha. Good night, I love you. I love you. Con không nói hả? Không ai love you too hả? Hả? Không ai, không thương mẹ hả? Nè chứ thương mẹ không, nói coi. Nói sao? Nói lớn lên. Thương mẹ nhiều nhiều nhiều. Trời ơi, thương mẹ nhiều nhiều. Mẹ thương chi nhiều 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 nhiều. Ngủ ngon nha con nha. Ừ, giỏi quá. Rồi con nằm như vậy hả? Con không nằm ngay lại hả? Rồi mẹ đắp mền vậy nha, bữa nay lạnh quá. Đó. Ngủ ngon nha con nha. Bye. Mở cửa cho Chi nè cô chú. Tắt đèn nha. Nó Chi nó đã ngủ rồi đó. Xin cảm ơn tất cả cô chú, anh chị và các bạn đã xem video. Xin hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Và nhớ bấm chuông để đón xem những video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.